Xin chào các bạn, xin giới thiệu đến các bạn máy lọc không khí Saab KC-HD70. Máy có các tính năng lọc không khí, bù ẩm, hút ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, sấy quần áo, tạo ion. Saab KC-HD70. Máy được chúng tôi kiểm tra, vệ sinh và việt hóa toàn bộ các chữ tiếng Nhật để các bạn dễ dàng sử dụng. Máy có đồng hồ hiển thị độ ẩm, đèn báo chế độ đèn báo ion, đèn báo hết nước. Máy Saab KC-HD70 là dòng cao cấp của Nhật dành cho các giới thượng lưu. Máy còn có đèn báo độ sạch của phòng. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy. Thì trên này là cái bình nước bù ẩm. Các bạn hãy tháo cái nắp này ra cho đầy nước vào đây. Lắp vào đây để máy thực hiện chức năng bù ẩm. Khi độ ẩm xuống dưới 40 hoặc 50% tùy vào nhiệt độ, nó sẽ lấy nước ở đây nó bù ẩm. Còn dưới này là cái bình dùng cho hút ẩm. Cái máy lọc không khí có tính năng hút ẩm này là một dòng cao cấp với tính năng hút ẩm bằng lốc. Nó như là một cái điều hòa nhỏ. Chỉ có dòng cao cấp thì mới có hút ẩm bằng lốc. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Đối với máy chúng tôi bán ra, chúng tôi sẽ việt hóa ở đây. Đấy, tương ứng với trên này thì các bạn sẽ nhìn ở trên này. Đây là phím tạo ẩm, hút ẩm ngẫu nhiên. Khi các bạn nhấn vào đây thì máy sẽ tự động chuẩn đoán đối với cả nhiệt độ, ánh sáng, sau đó nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, sau đó sẽ tính toán để chạy chức năng tạo ẩm hay hút ẩm. Đấy. Thì tạo ẩm hay hút ẩm sẽ đi kèm với tính năng lọc không khí. Tính năng lọc không khí là tính năng ngẫu nhiên, tính năng mặc định. Cứ bật máy lên là sẽ có tính năng lọc không khí. Còn hút ẩm hay tạo ẩm thì phải phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm. Còn đây là phím bật tắt máy. Bật tắt máy. Đấy. Bật tắt. Bên này là các bạn sẽ chọn phím chọn chế độ tạo ẩm hoặc hút ẩm. Tạo ẩm hoặc hút ẩm. Đây, phím này tạo ẩm hoặc hút ẩm. Với các chế độ tạo ẩm hút ẩm này. Bên này là phím chọn chế độ. Với các chế độ làm khô quần áo này, khử mùi quần áo này, chống ngưng tụ này, hút bụi mạnh mẽ này. Đấy. Còn phía bên này là chế độ về luồng không khí. Với các chế độ tự động này, phấn hoa này, yếu này, trung bình này, mạnh này. Đấy, bên này chế độ cửa gió. Với các chế độ dưới này là ta chọn theo chế độ. Khi các bạn chọn chế độ bên này thì nó sẽ tự điều chỉnh chế độ cửa gió. Còn nếu tôi xin lỗi các bạn một chút, cái này phải tùy thuộc vào từng chế độ. Đấy, chế độ này là hướng lên. Đấy, thì nó sẽ thay đổi cái cửa gió. Đấy, chế độ hướng lên này, chế độ rộng này. Đấy, cái này các bạn sẽ chọn chế độ bên này, nó sẽ tự điều chỉnh. Còn ở đây chúng ta sẽ nhìn đây có một cái phím 3, có nghĩa là ban đêm chúng ta nhấn giữ 3 giây. Nhấn giữ 3 giây nó sẽ chuyển sang chế độ ban đêm. Đấy. Còn bên này là phím hẹn giờ tắt máy. Với các chế độ 2, 4, 6 hoặc là phím khóa trẻ em, nhấn giữ 3 giây. Nhấn giữ 3 giây đèn này báo sáng, có nghĩa không điều khiển gì cả. Muốn điều khiển chúng ta lại nhấn giữ 3 giây tắt đi. Đó. Còn bên này là chế độ gọi là sấy khô máy. Nó sẽ tạo cái hơi nóng ở phía trong để sấy khô máy, khử ẩm cho máy đi. Thì máy lọc không khí tạo ẩm hút ẩm Saab KC-HD70 thì rất là dành cho phòng diện tích rất là lớn mà là dòng cao cấp. Thì bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn các bạn.